Trong khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam 2022, Việt Nam Motor Show 2022 diễn ra tại Trung tâm Hội trợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Elliot, một startup công nghệ của Việt Nam đã mang tới trình diễn một số mẫu thiết bị bay cá nhân hay còn gọi là mô tô bay do chính doanh nghiệp này thiết kế và chế tạo tại Việt Nam. Đáng chú ý có nguyên mẫu thử nghiệm của thiết bị bay Pegasus, một trong bốn sản phẩm đang được phát triển của doanh nghiệp này. Sản phẩm trưng bày chỉ có các chi tiết cơ bản như khoang cabin, kế ngồi, khung vỏ cơ bản mô tơ cánh quạt. Còn thân vỏ bên ngoài được gấp rút hoàn thiện để trưng bày ở triển lãm, chưa phải thiết kế chính thức. Theo giới thiệu, Pegasus đã bay thử nghiệm hơn 100 giờ và di chuyển tổng quãng đường 1.000 km tại khu vực an toàn tại Hà Nội và một số tỉnh miền Tây. Chiếc mô tô bay có một chỗ ngồi, được làm từ chất liệu hợp kim nhôm và sợi carbon, cất cánh thẳng đứng, cánh quạt làm bằng gỗ, phủ carbon bên ngoài. Về kích thước, mô tô bay này có chiều dài 1,9 m cao 1,15m và sải cảnh 2m. Trọng lượng của mô tô bay là 200kg, trọng tải 100kg, tốc độ bay lên tới 100km h Thời lượng bay tối đa với tải trọng 100kg là 20 phút, độ cao bay dưới 120m. Thiết bị vận hành nhờ 8 động cơ không trổi than, nguồn năng lượng đến từ pin lithium-ion và một nguồn điện dự phòng với thiết lập pin kép. Trong trường hợp một động cơ nào đó gặp lỗi hoặc hỏng, mô tô bay vẫn hoạt động bình thường, rồi tự tìm chỗ đáp gần và nhanh nhất có thể có hai cách vận hành thiết bị bay, hoặc là người lái trực tiếp điều khiển, hoặc chế độ lái tự động. Giá của thiết bị này là 2 tỷ đồng. Dự kiến, sản phẩm thương mại sẽ chính thức bán ra thị trường vào năm 2027 dưới hình thức bán đất hoặc cung cấp dịch vụ vận tải. Đại diện hãng cho biết khi sản xuất thương mại, các thông số sẽ được tinh chỉnh phù hợp với thể trạng của nhiều người.